Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của Citywatch Hôm nay Citywatch sẽ đem về cho anh em một chiếc Citizen Automatic mới Một phong khúc khá là thể thao và cực kỳ là đẹp mắt Dòng sản phẩm này thì nó lên tay cực kỳ là nam tính các bạn Phải nói là dành cho những anh em nào mà đam mê kia thể thao Đam mê cái gì đó mà nó hầm hố và một chút gì là bụi bặm phong trần Thì đây là một trong những chiếc mà mình đánh giá rất là hay Đây, chiếc Citizen Automatic ngày hôm nay em này thì thiết kế rất là đẹp rất là đẹp các bạn em này thì mã số red là nz 014718 x sử dụng máy tb 82 là dòng máy thuộc của series 80002 nhưng mà nó sẽ là của máy mới với series 8213 máy mới của Citizen là chiếc tác quen thuộc của những sản phẩm đến từ Nhật Bản em này thì nó có khá là nhiều cái phiên bản màu và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một phiên bản màu xanh rêu rất là đẹp và phải nói là nhìn là mê ngay các bạn nhìn thiết kế và nó là nam tính mua cung cùng với đó là một sợi dây da dày dặn chất lượng yeah. chính hãng của Citizen em này thì sẽ đo một cây size cho em xem nhé cây size em này là nó sẽ rơi vào là khoảng tầm 42 ha 42 ha độ dày tên tay của em này thì đây độ dày tên tay em này khoảng là 12.7 và chiều dài lắp to lắp của sản phẩm này nó sẽ là 49 đây 49 thì với kích thước này thì nó sẽ phù hợp cho những em cổ tay trung bình và trung bình to à, thì lên tay chiếc này là khá là phù hợp bây giờ mình sẽ xếp lên tay thử chiếc Season nc 0147 này cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng nhé đây em này thiết kế rất là thể thao đẹp mắt với hai cái nấm à, nấm bên phải sẽ là nấm chỉnh giờ và nấm bên trái sẽ là nấm chỉnh miền benzene rất là đẹp đây mình có cổ tay là hơn 16 nhưng em có cổ tay khoảng tầm là 16 đôi lên như mình ấy, thì lên tay chiếc này là rất là đẹp sang trọng và cực kỳ là ngầu nhé thiết kế với cái phần viền màu black thì luôn luôn tạo ra một cảm giác gì đó rất là thể thao rất là nam tính cho cánh mày râu chúng ta à, rồi à, em này thì nó sẽ thiết kế mặt Deo với cái kiểu là Deo Index kết hợp với Deo Arabic số học trò ở góc 12 giờ 3 giờ 6 giờ và 9 giờ đó thì những cái cọc số này nó sẽ được phủ lâm rất là đẹp cùng với đó sẽ là phần kim cọc cũng sẽ được là phủ lâm rất là sáng bây giờ mình sẽ test lâm thử cho anh em cùng xem nhé đây lâm em này thì nó sẽ hiển thị và bắt sáng rất là tốt đó những em nào mà sử dụng trong điều kiện thiếu sáng mà sử dụng những chiếc này thì rất là ok đó anh em lâm màu xanh lá cây rất là đẹp anh em thấy không rất là đẹp luôn sáng cực kỳ luôn các bạn để ngồi này anh em cũng thấy rất là sáng rồi Đó, Thấy không? Mình rất thích cái phần lâm của em này Lâm nó được thể hiện khá là đầy và cực kỳ là sáng Nhưng mà em sử dụng rất là tiện dụng Rồi à, Em này thì với mặt Daioh thiết kế theo kiểu có phía phần à, ngồi cùng sẽ là màu black Với thiết kế là phần viền Benzene Viền Benzene này thì nó sẽ là Thể hiện từ 1 tới 60 một 60 này là Benzene 2 hai chiều thì anh em có thể dễ dàng canh chỉnh được là giờ à, phút giây anh em sử dụng và canh chỉnh à, những cái à, thao tác và định vị thì nó rất là ok đó. Rồi, à, tiếp theo sẽ là phần à, góc small second, small second sẽ nằm ở giữa góc à, 5 giờ và 6 à, 4 giờ và 5 giờ sẽ là ô kim giây nằm ở góc này thì nó sẽ là một cái điểm nhấn rất là hay. cùng với đó sẽ là ô lịch ngày nằm ở góc 3 giờ, dùng chữ automatic nằm ở góc 8 giờ. đó, thiết kế rất là hầm hố và thể thao ha. cái phần xếp uh, trung tâm thì nó sẽ không phải là cái phần uh, đeo màu đen các bạn nha nhưng nó sẽ là đeo theo cái kiểu là màu này là màu màu nâu uh, nâu đen, đó, nâu đen được ánh lên rất là đẹp, cảm giác gì đó nó cực kỳ là À, hay chất phù hợp với đeo màu cái cái, 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 cái hoàng da màu xanh rêu như thế này nó tạo một cảm giác thiết kế mình phải nói là rất là ưng đó nếu nhìn vô thì anh em sẽ cảm giác nó giống như màu đen nhưng mà nhìn nghiêng qua anh em sẽ cảm giác nó giống như kiểu màu đen nhưng mà pha chút gì đó màu xanh rất là đẹp cực kỳ tuyệt vời thiết kế của CINEM này phải nói đánh giá rất là cao về cái độ thẩm mỹ kính thêm này sẽ là kính microcrystal, à, kính cứng chống va đập rất là ok. Rồi bên hông và các chi tiết thì sẽ được là phay bóng với phần mạ black cực kỳ là ngầu. Cùng với đó sẽ là phần nắp lưng hở máy hoàn toàn, anh sẽ ngắm nhìn được của máy bên trong. Cổ máy này thì là cổ máy mới của CTG, máy 8.213 rất là mạnh mẽ. Cùng với đó là hiệu suất sử dụng rất là ok với 40 giờ tích có à, Phần quả văn hoạt động cực kỳ là trơn tru, đặc trưng trên dòng máy 8 anh em đã biết rồi. Máy này thì có đầy đủ thông số nè, 8002 này, sản xuất tại Spain Season Watch Company với 21 chân kính ha. Rồi, nắp đơn giản nên xoay anh em thể thao lắp và dễ dàng bảo dưỡng cùng với đó là những thông số hạng ở đây, Citizen này, chống nước em này thì 13 anh em thoải mái đi mưa rửa tay. Thậm chí anh em thể sử dụng để đi bơi nhẹ cũng được ok hết. Máy Spain Woman à, máy 8213, với đó là mã số của máy và mã số của vỏ khay, tăng thép không gỉ, khá là đầy đủ anh em tham khảo đây dây sẽ là một sợi dây dây CZN với độ rộng dây là 22 mươi dây, dây rất là mịn và dễ lên tay dây dây này mình đánh giá rất là cao đó, về độ dày dặn chất lượng và nó là quá tuyệt vời cùng với đó chiếc khó xiên cũng được mạ một tông màu black và khắc logo của Citizen trên này đó quay trở lại với nhau chính hôm nay Citizen automatic với dòng sản phẩm nc 0147 một một cái tông màu phải nói là rất là ưng luôn các bạn những anh em nào mà chưa sở hữu được em này thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay một số lại mình là 0938 77 24 hoặc có thể như tiêm vào để mình tư vấn để sở hữu em nc 0147 này ngay một phiên bản với tông màu phải nói là quá ư là đẹp và cực kỳ là ngầu đó về phần giá thì giá store khá là cao và giá xin quát và trên em chiếc nc 0147 này thì giá chỉ đâu đó lên quanh khoảng tầm là 5 triệu ba thôi một giá phải nói là rất là tiết kiệm cho anh em nào mà sở hữu đó à, đừng quên ấn like subscribe kênh để thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên nhé cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau